Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Thank you.
Trước khi mà kết thúc cái video thì YouTube mới update kỳ thí năng đó là cảm ơn. Nếu mà anh em thấy video của mình có hay thì hãy donate cho mình. Còn chưa hay thì anh em càng phải donate nhiều hơn để mà mình làm hay hơn nữa. Đùa thế thôi, cái này nó là tùy tâm và bao nhiêu cũng quý hết anh em nhá.